Chào mừng các bạn đang đến với kênh Mr. Zero. Chúng tôi tổng hợp rất nhiều những clip liên quan đến bóng đá và thể thao, những bàn thắng đẹp mắt hay những pha xử lý xứng đáng được xem đi xem lại. Đừng quên theo dõi Zero thường xuyên nhé, sẽ có rất nhiều video thú vị đấy. Nếu thấy hay thì hãy like, share và subscribe channel của tụi mình nhé. Xin chào. Được mệnh danh là môn thể thao vua, bóng đá thực sự là một môn thể thao không dành cho những người yếu tim. Những pha bóng mạnh mẽ quyết liệt, những siêu phẩm để đời từ các siêu sao. Nhưng mà hơn thế nữa, đó là những pha đối đầu trực tiếp trên chấm luân lưu căng não. Hôm nay, mời các bạn hãy cùng đến với những cuộc chiến tâm lý đầy kịch tính, nhưng không kém phần thú vị trên chấm phạt đền. Tưởng chừng một siêu sao hàng đầu thế giới như Cristiano Ronaldo sẽ không thể bị những chiêu trò tâm lý của thủ thành đối phương cản trở. Nhưng trong một ngày thi đấu không có đủ sự tự tin, cảm giác bóng không thực sự tốt đã khiến siêu sao Bồ Đào Nha thất bại trên chấm luân lưu quen thuộc của mình. Roman Weidenfeller, một thủ thành kỳ cựu, đã cho thấy sự già dơ của mình khi anh liên tục đưa ra những lời thách thức. Nhưng mà đáng tiếc cho anh khi người mà anh đối đầu lại là một Balotelli ngổ ngáo, không sợ hãi bất cứ điều gì. Loạt đấu súng kinh điển này chắc hẳn các cổ động viên của cả hai đội bóng Manchester United và Chelsea sẽ không bao giờ quên khi mà đứng trước cơ hội lần lượt ghi bàn khép lại trận đấu, giúp cho đội bóng thành London lần đầu tiên lên ngôi vô địch Champions League. Nhưng mà tiền đạo Anelka đã không thể đánh bại được thủ thành Edwin van der Sar và đành ngậm ngùi nhìn đối thủ lên ngôi vương. Một sự tự tin đến ngông cuồng của thủ thành Martinez khi anh cả gan dám thách thức một trong những chân sút vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới, Cristiano Ronaldo. Nhưng mà lần này người đối đầu với anh là một Bruno Fernandes rệu rã, không còn sự tự tin vốn có của mình. Và hiệu quả chính là một cú sút đưa bóng bay thẳng lên trời, cũng như đã bay tấm vé vào top 4 của Manchester United. Sau khi nhận được sự thách thức từ thủ thành đối phương, Karim Benzema đã rất dũng cảm đối đầu khi mà anh quyết định thực hiện thẳng cú sút vào vị trí đó. Nhưng thật không may, pha dứt điểm của anh lại không đủ hiểm hóc để ghi bàn. Lại một lần nữa Benzema đứng trước chấm phạt đền và lại là anh chàng thủ môn tự tin. Đó vẫn là lời thách thức đầy ngạo nghễ trước khi bay người cản phá thành công và dứt điểm trên chấm 11m. Quả thực, đây sẽ là một trận đấu không bao giờ quên được của thủ thành Herrera. Pha bóng rất thú vị khi có sự góp mặt của hai huyền thoại sống của làng bóng đá thế giới, khi thủ thành Julio Cesar cùng với Zlatan Ibrahimovic, và sẽ không thể thiếu những màn tâm lý chiến trước đó. Cho dù Cesar trước đó đã đổ người chuẩn xác, nhưng mà quả thực rất khó cho anh khi cú ra chân của Ibra là không thể cản phá. Những cầu thủ trẻ cho dù họ có tài năng đến mấy, nhưng mà khi mà bước lên chấm phạt đền thì kinh nghiệm và bản lĩnh sẽ luôn là yếu tố then chốt, và điều đó đã được thể hiện rất rõ trong pha bóng này khi anh chàng cầu thủ trẻ đã bị đánh bại một cách khá đơn giản. Không cần quá màu mè như những pha nhảy chân sáo, và cũng không cần những cú nã đại bác, mà thay vào đó chỉ là một pha đệm lòng tinh tế đánh lừa hoàn toàn thủ thành đối phương, đã nói lên đẳng cấp của Neymar là hoàn hảo đến mức nào. Tình huống phối hợp tự tin ngay trên chấm phạt đền của Neymar khiến chúng ta nhớ lại những pha bóng tương tự khi anh cùng với Lionel Messi thường xuyên thực hiện chúng tại Barcelona. Cho dù đã sử dụng đến tiểu xảo nhằm khiến cho pha đá phạt đền của Ronaldo không được thuận lợi, nhưng mà vẫn không thể khiến cho một chân sút vĩ đại như Ronaldo gặp khó khăn. Các bạn liệu còn nhớ pha thay người đã trở thành huyền thoại này của huấn luyện viên Luis Van Gaal không? Khi mà ông đã có quyết định rất táo bạo, thay vào sân thủ thành kỳ cựu Tim Krul ngay trước loạt penalty cân não,
Và quả không phụ lòng ông khi mà thủ thành Kim Rue đã xuất sắc đoán đúng hướng và cản phá thành công hai pha dứt điểm đưa đội tuyển Hà Lan giành quyền vào tứ kết World Cup. Dù cho trung vệ Pique đã cố tình tiến đến và tạo áp lực lên cầu thủ đối phương, nhưng mà vẫn không thể giúp cho Barca tránh một trận thua đáng tiếc ngay những phút cuối cùng của trận đấu. Lại một lần nữa, đội bóng đương kim vô địch châu Âu Italia khiến người hâm mộ phải thất vọng khi không thể vượt qua vòng loại để tiến đến World Cup. Và chắc hẳn người cảm thấy có lỗi nhất chính là Jorginho, khi chính anh là người đã đá hỏng phạt đền. Và người đã tạo nên nỗi kinh hoàng đó cho Jorginho không ai khác, đó là thủ thành người Thụy Sĩ Jan Sommer. Keylor Navas đã chứng minh cho các cổ động viên thấy mình là thủ môn xuất sắc như thế nào. Nhưng mà trong pha bóng này, anh lại không thể cản phá được cú Panenka đầy tự tin và bản lĩnh của cầu thủ đối phương. Đứng trước cú đá phạt đền, tiền vệ Dominic Szoboszlai đã tự tin nói với Neymar rằng anh sẽ không bao giờ xuất trượt. Và quả thực, sự tự tin đó đã tiếp thêm động lực để mà hoàn thành xuất sắc và dứt điểm của mình. Một lời dự đoán cũng như là một lời thách thức cho Mohamed Salah của tiền vệ James Maddison đối với anh, và có vẻ như nó đã có tác dụng khi Salah đã không thể chiến thắng được thủ thành đối phương. Thủ thành Jan Sommer đang chứng minh mình là một khắc tinh của các cầu thủ đối phương trên chấm phạt đền khi anh lại một lần nữa cản phá thành công trước cú sút của Mbappe. Một vẻ mặt lạnh lùng này của Balotelli đã phần nào nói lên anh không bao giờ thiếu sự tự tin và e ngại trước những tình huống khiêu khích từ đối phương. Sau đó là một pha dứt điểm không quá mạnh nhưng đầy tinh tế, vừa đủ để hạ gục thủ thành Rojas. Quả thực là không may cho Neymar trong pha bóng này khi anh đã vượt qua đòn tâm lý của đối phương, nhẹ nhàng đánh lừa thủ môn, nhưng mà đáng tiếc bóng lại đi lệch khung thành trong gang tấc. Đồng đội thế này thì có chết không cơ chứ? Khi anh chàng cầu thủ này đã rất tự tin cho rằng mình hiểu quá rõ Neymar và chỉ điểm cho thủ môn bảy người cản phá, nhưng mà mọi thứ lại diễn ra hoàn toàn ngược lại theo suy đoán của anh. Vừa rồi là tổng hợp những tình huống tâm lý chiến đầy thú vị trên chấm luân lưu 11m của các giải đấu hàng đầu thế giới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên ấn like và subscribe cho kênh để tiếp thêm động lực cho chúng mình luôn cập nhật những tin tức nóng hổi trong và ngoài sân cỏ bóng đá.